công nghệ bây giờ thế mà. 25 đồng à? 25 đồng. Thế còn con này? 12 triệu. Nó lệch vai mà. Lệch làm gì? Đã đẹp rồi. Cái này là chưa. Mà càng quá. Đây là 2 triệu. 2 chục à? 2 chục. Hai chục của nghệ nhân Ngọc Dương đến từ Nam Định. Nhà chỗ nào Nam Định đấy bác? Trực Ninh. Trực Ninh. Úi xời. Học với cả rồ ở Trực Ninh. Nhiều lắm. Chơi với Trực Ninh nhiều lắm. Cùng lớp với nhiều Nam Định. Cái này bày ở cân cái này. 2 triệu rưỡi. Cái này là cắt ở cái một cái thân cái ấy ra đúng không em? Đây đã. Cái này là cắt ở chưa nhìn rõ. Đó là đấy. Ừ, thân chính đây đúng không? Đây. Thân chính nó dưới đây, mà nó là cái thổ đây, thân chính dưới đây. Đang bị thích cái cây này. Cái kia mà ông ấy buôn kiểu gì mà ông lại cứ để trên xe đấy cơ nhỉ? Để len vào đây quay mặt sau cái. Được, cứ đọc đi, đọc. Đọc đi. Có quay chiếc xe này bao nhiêu? Quay chiếc xe này 12 triệu. Đọc số 0912 925 563. Và hôm nào có người mới xem luôn cứ phải hỏi. Đấy. Nói chung là con si này là đẳng cấp. Trông như hòn non bộ. Dạ. Chuyện cả đấy. Con này bên này. Đó. Đó đẹp như con lên mái. Con này nuôi tương lai cực kỳ luôn. Này rộng lớn luôn. Này 2000 phim được. Thoải mái. 2000. Có bán siêu không phải tính à? Ồ, có em sáng nay ai đặt kiểu lên đầu có bán siêu không phải tính. Bỏ đâu. Thoải mái, chú lấy thoải mái riêng chú. Ok. Yeah. Để còn tính này. Có ăn đi mua chịu. Thật đấy. Kiện kia mua cây đã trả tiền đâu. Ừ. Tưởng mà thằng này mẹ đéo tin được. Ơi, chui ra cái sân đình này. Đây, đây là cái tích đây. Nhưng mà và 8 triệu, 48, không nhớ. Con này bao nhiêu đây anh Hiếu? Hiếu ơi, con này bao nhiêu đây? Con này bao nhiêu đây? Con này bao nhiêu đây? Con này liên hệ theo số điện thoại. Đọc đi. 0983. Rồi. 16. 16. 16. 16. 98. 98. Liên hệ Trần Hiếu, báo giá. Nếu báo giá nội bộ thì bao nhiêu tí nữa hỏi à? Đây, con này đứng ở khu rất. À, không nhìn thấy. Ủ quầm này, con đấy thì có báo giá không? Con này á? Ừ. 3 triệu rưỡi. Ừ, úi giời. Đấy. Ngọt như là... Ngọt như mía. Mai phương phí hạ giá. Ừ. Mày chợ đâu có cứ len 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 len. Giấy đấy giá cả như nào đây?
Ui, lâu lắm mới thấy bác cả đấy. Đấy. Đây, Hắc Bạch Song Kiếm rồi xuống chợ đấy. Giấy bao tiền anh? Giấy 5 triệu rưỡi. Ấm luôn nhỉ. Rồi hơi nặng. Chật quá cứ chui vào đây. Vào đây. Chợ cuối tuần mà nó cũng mát mát ấy. Đông lắm. Có những cây rẻ tiền thì nhiều. Đây. Chậu bộ của Tuấn. Có người ngồi nghỉ tí. Ra đi muộn đấy. À dạ. Nhanh nghỉ cứ đàng hoàng ạ. Ta mua được cái gì cho bác? Bác Lê Minh Tuấn này. Cái này bao nhiêu đây? 12 triệu. Giống nhau à? Bằng tiền à? Bằng cái này đi 7 triệu. 7 đâu. Cái này của Hát Tràng. Nhiều khi cứ nói nhỏ nhỏ các bác bật volume to chút nhé. Cứ nổ đi, cứ đọc đi. 0919 833 608. Đấy, đây, đây đây. Chậu đây, mua chậu cũng hà lô luôn. Thì ông không chơi thì có vài triệu có nhau. Vài triệu, vài triệu, vài trăm có. Đa dạng, vài triệu rất nhiều. Quả, ngâm rượu. Này gái. Xem nào. Chân đường. Xử lý cái chỗ này đi. Đây. Bóc 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 cái chỗ này đi. Bóc. Chỗ này. Nhìn có kỹ thuật đục tí nhưng mà xung cái bóc này đi. Nhẹ chỗ này đi chút nhưng mà cây này thì cứ để to như thế này. Khi nuôi được cành cái này rất đẹp. Nhiều đạo, mà làm được cảnh có đúng ăn 4 triệu rưỡi không? À, mà sau này. À, sau hơi hơi hơi. Ai còn phá? Thế bà. Đây không biết của ai, không được đấy. À, củ cũ của mình hả bác? Ừ. Con này là bao nhiêu đấy ạ? 35 triệu. 35. Cấu này. Ừ. Chân cả đá đấy này. Đọc số đi bác. Ừ. Đọc số đi cho anh con biết. Cứ đọc của số của bác. À Hiếu ạ. À? Ừ. 35. Mấy cái đồ này. À, mấy cái đồ này cứ ra trực tiếp và xem. Đồ này đọc số không xem ở đâu. Đấy. Đọc số đâu, nhiều khi là chạy mất. Nhưng mà nhìn thực tế cả. Cái đồ này không không thể qua điện thoại được. Đấy. Ui, đại ca. Bắt tay tay trái đây. Bà xin lỗi vì bắt tay trái cái. Vâng. Em xoay con này đi. À đây. Bây giờ sân nó thì chẳng không có cây luôn. Đấy. Ừ, được cái là lên đấy để sườn. Chơi cây có cái sân sườn. À đấy ạ. Em muốn nhà mình lên được. Cả mái khu tập thể luôn. Rồi. Trên người ta có biết không? Nhà bên cạnh chắc không để ý nhỉ. Mang người mang người mát đâu. Mát nhà mát nhà. Cây mát nhà nhiều nhá. Mát nhà.
đấy, các bác cứ ra làm việc thôi, cây này chả biết cũng của yếu. Quê xin quê. Mấy giờ rồi? Ủa? Đã 9 giờ bây giờ. Đấy, cây đẹp. Xin lỗi các bác, tôi gọi điện thoại đi. Hôm nay thì không có sân nước. Alo, ông à, tầm 5 phút nữa cháu vào đi nhá. Rồi, vào cứ nhá. Dạ, dạ. Chả biết của ông nào đấy, không biết chủ đâu cả. Một cái nhà này cầm tay này cũng được. Thì cái này thì ngói mài đấy, tôi thích cái chất liệu này. Chất liệu này nó bám sơn, nó bám rêu hay. Biết là nó còn thiếu mấy thứ. Thiếu cái đây là nhà nông dân, kia là nhà ông Trương, nhà địa chủ có sân, có vườn, có nước. Đây mà nông dân. Mình nông dân thôi mua lại được. Ok. Đi ra này đi.